Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Hôm nay em sẽ giải gỗ cầu thang phong thủy. Xin mời quý anh chị cùng xem và nhớ tặng Tony Tiến một like nhé. Thấy hay thì quý anh chị hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem ạ. Rồi, vật liệu chúng ta gồm sơn giả gỗ. Đây em sẽ kéo xuống chút, đây em đã giả gỗ được một vài tấm rồi ạ. Như quý anh chị đã thấy nhé. Giờ em sẽ giả gỗ những tấm trên này. Em sẽ zoom to lên quý anh chị xem này, được không? Đó. Rồi, vật liệu chúng ta gồm một cân màu giả gỗ và một cái chổi ạ. Một cân màu giả gỗ để chúng ta tạo vân gỗ như này các bạn nhé. Tiếp theo nữa thì chúng ta cần có một cân dầu bóng ạ, dầu bóng 2K nhé, dầu bóng 2K và cứng 2K các bạn này. Cả hai này mình đổ vào tương đồng nhau nhé, tức là nó là 1:3 các bạn nhé. Một cái dầu bóng đây, ba cái dầu bóng và một cái cứng, nên nó chia tỷ lệ 1/3 của non dầu bóng to nhỏ này. Thì chúng ta tự căn cái này cho cứng vào nhé, cứng thì nó nhiều tốt, càng nó tốt, mà cứng nhiều quá nó không tốt các bạn nhé. Cho đúng vừa phải thôi, phải cho cứng thì nó mới tốt được, nó mới làm rắn độ đông kết ạ. Và một chai xăng thơm, xăng BU các bạn nhé, phun BU ạ. Và tiếp theo là một cái chổi này nhé các bạn nhé, chổi này là chổi neo ạ, để chúng ta quét cái lớp dầu bóng ạ. Còn chổi này của em này em vẽ vân gỗ nhé, chổi này vẽ vân gỗ với quét dầu bóng bóng ạ. Đây cái này bóng này, cái này tạo vân gỗ này. Rồi chúng ta bắt đầu tạo dựng vân gỗ rồi, khỏi mất thời gian của quý anh chị, hãy xem và chia sẻ video này ạ. Giờ cái tấm này thì em nửa đứng nửa ngồi thì nó hơi khó các bạn nhé. Đứng đứng mà ngồi cũng đang ngồi đây. Rất mong là quý anh chị xem và tặng Tony Tiến nhiều cái bình luận và comment nhé. Đứng không được mà ngồi không được, quỳ không được đây các bạn này. Cái tấm này em không làm gì, em sẽ làm trơn một tấm nhé. Chúng ta tạo cái giáp mí này của chúng ta là đây một tấm này, từ đây đến đây là một tấm nhé các bạn nhé. Ngón tay em ấy, là một tấm là 28 phân này. Rồi em sẽ kéo đây, chúng ta kéo nhiều đường, cũng thẳng vừa, không cần thẳng tưng các bạn nhé. Kéo cái đường của nó không cần phải thẳng tưng đâu. Rồi em đã xong được một đường. Chúng ta cảm thấy sót thì chúng ta sẽ làm kiểu chỉnh lại nhé. Mỗi tấm mình làm mình kéo một kiểu một đường nó khác nhau đi quý anh chị nhé, không giống nhau được, không nên giống nhau, giống nhau nó không đẹp. Sót ít không vấn đề gì hết, chúng ta còn quét lại lớp bóng nữa chúng ta chỉnh lại được nhé, đừng có sót nhiều quá. Nó sót như tấm to trắng trắng cũng được ạ, sót vài đôi nét nét thì không vấn đề gì quý anh chị nhé. Đó em sẽ chỉnh lại ngay ạ. Chung là quý anh chị cảm thấy đầu tiên thì cảm thấy khó, nhưng mà biết rồi thì người ta bảo biết thì dễ mà không biết thì rất khó các bạn nhé. Nên anh chị nào mà có quan tâm đến về bên giả gỗ giả đá này thì hãy comment dưới video đấy, em sẽ chia sẻ hết cho quý anh chị ạ. Có thắc mắc thì cứ comment dưới video nhé. Rồi em sẽ làm cái mí đó thôi á. Rồi chúng ta sẽ kéo hết đường này, chúng ta để tạo cái đường nhấn ở đây, ở cái tấm bên dưới nhé. Mỗi tấm chúng ta tạo đường nhấn kiểu đó thì nó cân bằng hơn. Cái này làm thì chúng ta phải từ từ nhẹ nhàng và phải có cái sáng tạo các bạn nhé. Cảm cái gì xấu là chúng ta phải chỉnh sửa hoặc hắt điểm ngay cái lỗi đó luôn. Làm nhiều thì tất nhiên em nói quý chị cứ làm nhiều là có kinh nghiệm thôi ạ. Rồi em nửa đứng nửa ngồi được các bạn này. Giờ phải đứng như vậy thì mới kẻ được cái vân gỗ nhé. Chúng ta kéo ngược kéo xuôi đều được hết, nhưng đừng kéo ngang thôi. Cái thế gỗ nó đang thẳng thì chúng ta kéo đứng theo thẳng đấy các bạn nhé, không kéo ngang được, ngang là nó bị khắc vân đấy, khắc vân gỗ đó. Em đã kéo đơn giản vậy, em đã xong một tấm rồi. Nó kéo này thì quá đơn giản nhanh nhé, nhưng mà chúng ta cũng phải nhiều lúc phải cần như vậy, chứ không phải chúng ta cần nhanh đâu quý vị nhé. Thì các tấm kia mình đã làm mắt rồi thì chúng ta phải thỉnh thoảng có tấm thôi, như giờ chúng ta lúc nào có tấm mắt thế thì nó lại không được ạ. À, cái này lỗi tí này quý chị này, thấy nó sót tí thì chúng ta chỉnh luôn ạ.
với hình mẹ nửa đứng nửa ngồi, em sẽ tạo điểm nhấn này. Chúng ta kết vẽ sinh này chưa phải là xong quý vị nữa nhé, chúng ta còn một lớp dầu bóng nữa. Nó hơi với này, hơi cực tí. Em đã nói nửa đứng nửa ngồi nó hơi cực vất vả. Rồi, em đã xong được một tấm nữa quý vị nhé. Giờ cái đây này em sẽ làm cái mắt ngược như vậy nhé các bạn nhé, em sẽ xoáy đây đoạn này, quý anh chị để ý cho em đấy, xoáy thì chúng ta dùng cái tay chúng ta xoáy nhé, toàn bộ phải dùng tay tạo hết các bạn, cái chổi này nó tạo ra vân một phần của cái tay mình nữa các bạn nhé, đó, cái này em sẽ cho nhỏ nhỏ thôi, để quý anh chị cảm giác được cái mắt vân xoáy sóng, xoáy mắt khác nhé. Rồi em cho một đường nữa thôi nhé. Rồi em cho đường như vậy là quý chị đấy, quý chị nhìn thấy cái mắt xoáy nó nhỏ hơn nó khác hơn nhé. Giờ em kéo từ đầu mắt xoáy này đi qua bên đây nhé. Đây ạ, em kéo từ đây ạ. Đó, chúng ta cứ kéo vậy thôi thì tạo nó cái thế nó khác đi một chút nhé. Kéo hầu như là cái đầu nó bao giờ nó cũng bị động các bạn nhé. Đó, chúng ta thì kéo thẳng tiếp. Cái thế cong chúng ta cong rồi chúng ta đừng có cong quá. Cong quá phần gỗ nó không thật. Thẳng cũng thẳng vừa vừa nhưng phải thẳng tưng các bạn nhé. Phần gỗ cứ làm thì các bạn làm bằng tay mà làm thôi, không có sợ gì hết đó. Em cứ tạo cảm giác cho nó thưa ra đi chút ạ. À. Tiếp tục thì nó thành cái thớ gỗ nó đẹp hơn, tự nhiên hơn ạ. À. Tức là mình tạo cái thế gỗ đằng sau có hồn chút, vì cái cầu thang của mình đây là mình cảm giác cho phong thủy gia chủ các bạn nhé. Cái gỗ nhiều lúc là cái phong thủy các bạn ạ, cầu thang ngay phòng khách mà. Đây trước em mặt đây em làm bên đấy là những các bạn, cái trần bên đấy là màu xanh đấy, các bạn đã thấy là một trần phòng khách của gia chủ đấy. Em thì cũng biết sơ qua về cái phong thủy một chút thôi nhé, chứ không có phải là dành để tư vấn đâu. Tức là mình làm nhiều thì mình cũng biết cái tuổi mạng gì mộc hay là thổ thủy đấy, thì chúng ta biết cách của họ thì chúng ta cũng phải tạo cái vân gỗ sao cho có đúng với ý gia chủ một chút nhé. Mình không phải bắt bẻ theo của mình, nhưng mà mình nhiều lúc mình phải làm mình phải tư vấn với gia chủ một chút ạ. Kể cả màu gỗ các bạn nhé, họ thích màu đậm mình vẫn phải làm màu đậm cho họ, nhưng mà màu đậm thì trong nhà nó tối, nói chung là mình phải tư vấn sao cho nó phù hợp. Kiểu gì mình phải làm các bạn ạ, đậm nhạt thì cũng là bấy nhiêu tiền thôi, chứ không có nó không có rẻ hơn được, mà không có đắt hơn nhé. Mà tốt nhất thì chúng ta đi làm trước thì chúng ta tư vấn trước đi quý anh chị nhé. Khi chúng ta làm đến vẽ thử một miếng là hỏi gia chủ có ưng hay không là tốt nhất. Thì chúng ta cầm hai màu, em pha hai màu, mình pha máy pha tay cũng được hết quý anh chị nhé. Và máy thì khỏe hơn ạ, nó cùng đồng màu hơn, pha tay thì lúc nó hơi bị lệch một chút ạ. Rồi em đã gần xong hai tấm này với chị nhé. Còn hai tấm nữa này thì chúng ta đã xong được cái phần trên rồi. Xong đây thì em sẽ tiện em quét dầu bóng cho chia sẻ, quét dầu bóng cho quý chị luôn nhé. Đó, cái tấm này là giữa tấm gia quý của hai tấm nhé. Nên nó tạo cho nó thẳng một đoạn này tí thì chúng ta lại chỉnh lại thì nó sẽ đậm hơn này. Như quý anh chị thấy cái đường dưới, đường trên, đường dưới đều đậm này. Đường này tí em sẽ tạo đậm lên chút nhé. Các bạn quý anh chị như thấy cái tấm dưới này cũng vậy, thấy đậm hơn rồi đúng không? Đó chúng ta tạo đấy là cảm giác chúng ta tạo đấy. Còn nếu chúng ta không muốn tạo thì chúng ta kéo vậy thôi, để vậy thì nó không bị đấy các bạn. Nhưng để vậy thì gỗ nó to quá quý anh chị ạ. Mình giả gỗ nhưng mà mình phải cảm giác giả gỗ giống tự nhiên các bạn nhé. Thế làm gì có mặt là từ dưới lên trên này cả mấy mét các bạn ơi, gỗ đấy là gỗ đắt tiền lắm. Kể cả gỗ rẻ, gỗ loại gỗ tạc đi cũng đắt tiền các bạn nhé. Rồi em đã xong được một tấm nữa, em sẽ cảm giác cho tấm lên đậm lên ạ.
Mỗi lần xong thì chúng ta tạo một tấm cho động lên nhé, một đường này. Chúng ta nhấn lại một cái nào động lên thôi, mà không có chúng ta để nghĩ yên là như vậy là nó sẽ cùng màu đó. Như em kéo đường này nó sẽ đậm hơn thì quý anh chị cảm giác nó sẽ hai tấm nó giáp mí nhau đó. Tức mình làm giáp mí các bạn nhé. Nếu các quý anh chị mà chủ nhà nó yêu cầu làm 10 phân 15 phân em vẫn làm 15 phân nhé, tấm dài ngắn nối nhau ạ, rất kẻ thôi. Nó không đáng nhanh chậm không đáng mấy đâu quý anh chị ơi, cả cầu thang nhanh nhau khoảng 30 phút thôi ạ, kẻ đừng kẻ thôi. Kẻ chút xong rồi mình đo cứ 15 phân mình cứ chia đều, ví dụ 10 phân gì đó. Rồi đó em đã tạo được cái đường nhấn rồi, là 3 tấm đều, tấm nào cũng đậm hơn nhé, không tấm nào là nhạt hơn ạ. Rồi bắt đầu tiếp tục em làm. Để em tiếp tục video khác nhá, em chia sẻ tiếp ạ. Để em kéo đây. Rồi cuối video thì em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé. Xin quý anh chị xem và nhớ tặng Tony Tiến một like ạ. Anh em nào chưa bấm nút chuông hãy bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của em Tiến nhé. Đó, cảnh giả gỗ của chúng em đây, em sẽ bẻ ra quý anh chị xem ạ. Mắt ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ.